Khoảng 23 giờ ngày 24 tháng 7, tại km 160 trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn gần nút giao Chợ Lầu, thuộc địa bàn xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã xảy ra va chạm giữa hai xe tải khiến hai người bị thương nặng. Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 78C do ông Nguyễn Dũng, sinh năm 1970, ngụ tỉnh Phú Yên điều khiển, va chạm với xe tải biển kiểm soát 77H do anh Võ Xuân Lý, sinh năm 1995, ngụ Bình Định điều khiển. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe tải biển kiểm soát 77H bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Hai xe hư hỏng nặng. Trước đó, rạng sáng ngày 24 tháng 7, cũng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe khách 16 chỗ khiến 6 người bị thương. Công an tỉnh Bình Phước cho biết, khuya ngày 24 tháng 7, xe khách giường nằm biển kiểm soát 81B chưa rõ danh tính tài xế, chở hàng chục hành khách trên xe, lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến đoạn thuộc ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, bất ngờ đâm vào đuôi xe khách giường nằm biển kiểm soát 50F đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến xe khách biển kiểm soát 81B bị vỡ nát phần đầu, phụ xe Vũ Chí Thiện, 19 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, tử vong. Hai hành khách trên xe bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Xe khách biển kiểm soát 50F bị hư hỏng nặng phần đuôi. Sáng ngày 25 tháng 7, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã thông tin với báo chí về việc tổ chức chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 và ngày 30 tháng 7, với số khán giả dự kiến lên tới 67.000 người. Theo đó, chương trình lưu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại Hà Nội vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và không có việc dừng hay hủy như nhiều tin đồn đoán trước đó lan truyền trên mạng xã hội. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, có quy mô lớn. Chương trình đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội, sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội, Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện của bạn bè thế giới, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa. Cũng theo thông tin của Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội cung cấp, chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 tháng 7 với khoảng 36.000 khán giả và ngày 30 tháng 7 với khoảng 31.000 khán giả. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch. Sáng ngày 25 tháng 7, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong tại thành phố Huế. Trước đó, khuya ngày 24 tháng 7, anh Quy, trú tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển ô tô biển kiểm soát Lào đi trên quốc lộ 49, hướng biển Thuận An lên trung tâm thành phố Huế. Khi đến đoạn qua thôn Dương Nỗ Nam, xã Phú Dương, thành phố Huế thì tông vào anh L, 36 tuổi, trú thôn Dương Nỗ Nam, đang đi bộ theo hướng cùng chiều, rồi tiếp tục lao vào xe máy do anh X, 38 tuổi, trú thôn Phò An, xã Phú Dương, chở vợ cùng hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi. Vụ tai nạn khiến cháu bé 7 tuổi tử vong tại chỗ, 4 nạn nhân còn lại bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chiều ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá tụ điểm mại dâm tại nhà hàng Gary ở đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh, nhà hàng này hoạt động từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến nay do Kim Ti-hun, sinh năm 1975 và Cha Jin-yong, sinh năm 1977, cùng là người Hàn Quốc làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở. Nhà hàng có 30 phòng karaoke, hoạt động không phép, chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc, có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh. Tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá từ 2,3 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng một lượt. Tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm,
thì tổng quản lý Lee Hoon Jun, sinh năm 1998, sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bán dâm với khách. Bước đầu xác định nhóm Kim Ji Hoon, Cha Jin Young, Lee Hoon Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh năm 1989 và các quản lý người Việt Nam hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Tối ngày 19 tháng 7, phòng BC02 chủ trì phối hợp cùng công an quận 1 đã vào kiểm tra nhà hàng trên. Tại công an, Kim Ji Hoon cùng Cha Jin Young, Lee Hoon Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan khai nhận doanh thu hàng tháng đạt trên 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng. Quá trình điều tra, công an bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Ji Hoon cùng Cha Jin Young, Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Tấn Thanh về hành vi môi giới mại dâm, riêng Bùi Thị Phương Dung, Bùi Duy Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt nhiều trường hợp san gạt hủy hoại đất nông nghiệp. Cụ thể, qua kiểm tra tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 07, phường Lộc Tiến, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc phát hiện ông Trần Thanh Hòa đã múc đất san gạt đất nông nghiệp với diện tích 1.762m2. Cũng với hành vi tương tự, bà Hồ Thị Minh san gạt diện tích 1.832m2. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 20 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cũng phạt 3 trường hợp khác tại phường Lộc Sơn và phường 2 với tổng số tiền là 54,5 triệu đồng do tự ý chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị. Ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Võ Minh Đức, 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, để điều tra xử lý về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, ông Trần Hồng Duy, 45 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, phát hiện Đức đột nhập quán cà phê của gia đình nghi trộm cắp tài sản. Vợ ông Duy trình báo anh Trương Văn Tuấn là lực lượng dân phòng đến hỗ trợ. Cùng lúc này, con trai ông Duy là anh Trần Duy Tuệ, 18 tuổi, cũng đến hỗ trợ cha bắt giữ được nghi phạm. Lúc này, ông Duy phát hiện còn một đối tượng khác đi chung với Đức, đang ở bên ngoài, nên yêu cầu anh Tuấn ra kiểm tra. Khi anh Tuấn rời đi, Đức vùng vẫy mạnh và bất ngờ rút dao xếp giấu trong người tấn công ông Duy. Anh Tuệ đến hỗ trợ cha của mình thì bị Đức dùng dao đâm một nhát vào lưng gây thương tích. Sau đó, Đức tiếp tục đâm 3 nhát vào ngực ông Duy, làm ông gục tại chỗ. Ông Duy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.